Người dân Thái Lan vừa qua đã tổ chức một trận bóng đá giữa các em học sinh và những chú voi như một hình thức chào mừng World Cup. Các chú voi được vẽ lên thân những lá cờ đầy màu sắc của các nước tham dự World Cup. Các em học sinh đều rất hào hứng với hoạt động này. Hôm thứ Hai ngày 9 tháng 6 để hưởng ứng World Cup, Thái Lan đã tổ chức một trận đấu giữa các em học sinh và những chú voi tại thành phố Ayutthaya, cách thủ đô Bangkok 83 km. Tỷ số chung cuộc là hòa 3-3. Các em học sinh đã có một buổi trải nghiệm đầy thú vị khi được giao lưu cùng các chú voi. Trận đấu diễn ra rất vui vẻ và hào hứng, tuy hơi sợ một chút nhưng em hy vọng những hoạt động như thế này sẽ tiếp tục diễn ra. Đại diện chính quyền địa phương cho biết hoạt động này nhằm kêu gọi người dân Thái Lan tham gia các trò chơi lành mạnh, tránh sa đà vào các hoạt động cờ bạc trong thời gian diễn ra World Cup. Theo một khảo sát gần nhất, 12% trẻ vị thành niên trong độ tuổi từ 10 đến 14 tuổi bị khuyến khích tham gia cá cược. Trận bóng đá đã diễn ra rất thành công. Các học sinh đã có một buổi trải nghiệm thú vị sau những giờ học căng thẳng khi được chứng kiến trận bóng đá đặc biệt này.